Nghi thức tụng niệm. Ý nghĩa và cách tụng niệm. Tụng là đọc tụng, niệm là suy nghĩ, nhớ tưởng. Tụng niệm là miệng đọc tụng, tâm nhớ nghĩ. Tâm và miệng hợp nhất, chi định vào lời kinh tiếng Pháp. Tụng niệm có nhiều ý nghĩa. Tụng niệm để giữ tâm hồn được trong sạch, giao cảm với các tâm niệm tối cao. Tụng niệm lại là cách huân tập tâm thức rất tốt, rất dễ dàng. Tụng niệm để ôn lại những điều Phật dạy, hầu lấy đó làm phương châm cho đời sống hàng ngày và gieo giống bồ đề giải thoát vào tâm thức. Tụng niệm để kiềm chế thân khẩu trong khuôn khổ thanh tịnh, trang nghiêm, chính đáng, không cho nói năng, hành động, buông lung theo tập quán, đê hèn, tham dục. Tụng niệm để cầu an, để ngăn lòng tội lỗi, dứt trừ nghiệp chướng lâu đời, hầu tránh khỏi tai họa do tội lỗi nghiệp chướng gây nên. Tụng niệm để cầu siêu, để chuyển tâm niệm của người khác, khiến họ xa lìa nghiệp nhân xấu ác, rời khỏi cảnh giới tối tăm, siêu linh về lạc quốc. Tụng niệm để làm cho tiếng Pháp âm lưu chuyển trong nhân gian, cảm hóa mọi người, cải tà quy chánh. Tụng niệm để kích thích, nhắc nhở mình và người trên đường làm lành, học đạo. Tụng niệm để hướng lòng bi nguyện đến tất cả chúng sanh, cầu cho chúng sanh thuận hòa vui vẻ. Tụng niệm để bày tỏ lòng sám hối tội lỗi trước ngôi Tam Bảo, là nơi hoàn toàn thanh tịnh, không chút tội lỗi ô nhiễm. Vì ý nghĩa đó, người đã tin Phật nên phải phát tâm tụng niệm và tụng niệm đúng cách. Khi tụng niệm phải giữ gìn trang nghiêm, tránh mọi sự ồn ào phức tạp, tránh mọi điều làm kích động tâm ý, đắm lợi mê danh, tham luyến trần tục. Chỉ tụng niệm trước bàn Tam Bảo, trong đạo tràng thanh tịnh, hoặc nơi thanh tịnh, hoặc nơi thích hợp chánh đáng, không tụng niệm trước chỗ thờ quỷ thần, cúng đồ mặn, đốt vàng mã, theo tục lệ mê tín dị đoan, không thích hợp với Phật Pháp. Lời khuyên trước khi tụng kinh. Các Phật tử cần nên dọn mình cho trong sạch, thắp ba nén hương, lễ Phật ba lạy, an tọa xong chắp tay hướng về Đức Phật, bắt đầu trì tụng. Muốn tụng thành phần nào, trang số mấy, hãy coi theo mục lục ở trang đầu hoặc trang cuối thì sẽ rõ. Khi trì tụng, chỉ đọc thường, chậm rãi, điều hòa, nghe cho dễ hiểu, đặng mà hành theo. Chớ nên dùng sắc tướng, âm thanh trầm bổng, du dương, làm sai ý nghĩa kinh Pháp. Khi đọc dứt một đoạn có chữ O thì đánh một tiếng chuông và lễ một lạy. Các nghi thức tùy theo trường hợp có thể linh động, đọc nhiều hay ít cũng được, tùy theo thời giờ. Một đêm cần nên thọ trì tại tịnh xá hoặc tư gia, nhất là mỗi tháng 4 ngày cúng hội, mùng 8, rằm 23 và 30, tháng thiếu là ngày 29. Phật tử cần nên quy tụ về tịnh xá, sám hối và nghe kinh học Pháp để tu tâm, dưỡng tánh, hầu phát triển tinh thần, đạo hạnh. Kinh nghĩa này rất dễ đọc, mau hiểu, dành cho các giới đồng bào Phật tử. Ai siêng năng trì tụng sẽ được mở mang trí tuệ, lợi lạc thân tâm, tu hành tinh tấn. Nghi thức cúng dường, trai hội tại tư gia hoặc tịnh xá. 1. Dân hương. Khói hương xông thấu mấy tầng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành.
Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tấm lòng thành. Hai, lễ Phật. Kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ quang minh soi đường. Ba, lễ Pháp. Kính lạy Pháp là phương giải thoát, gốc chân truyền y bát từ xưa. Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bến bờ bên kia. Bốn, lễ Tăng. Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Năm, cúng dường Tam Bảo. Kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh. Nguyện cầu cho cả chúng sinh, nhất là quyến thuộc gia đình chúng con, kẻ hiện tại vẹn tròn quả phước, người thác rồi lại được siêu sinh. Ngưỡng nhờ Phật Pháp oai linh, ơn dày Tam Bảo phước lành ban ra. Sáu, hồi hướng cầu nguyện. Làm xong được chút phước lành, con xin hồi hướng chúng sinh hưởng nhờ. Mênh mông biển khổ không bờ, trần gian chìm đắm mịt mờ tối đen. Bỗng đâu núi báu hiện lên, tháp vàng rực rỡ vượt trên cao vời. Cơ duyên chánh pháp ra đời, lối tu tối thượng độ người trầm mê. Tinh thần nẻo thẳng cao xuê, mà đường vật chất thấp nê buồn lầy. Càng buông bỏ dưới chân này, ấy là chỗ đứng càng ngày càng cao. Nhiều người chung sức với nhau, công phu tứ chúng góp vào điểm tô. Đạo vàng cao quý bày phô, cũng vì lợi ích chung cho thế trần. Hôm nay con mới góp phần, nguyện xin tất cả xa gần hưởng chung. Mỗi người học đạo tỏ thông, chư tăng khất sĩ ra công thuyết bài. Cầu xin giáo pháp hoằng khai, được thường tỏ sáng lại hay thơm lành. Nguyện cho đạo đức thịnh hành, cảnh đời đông độ đổi thành Tây Phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.